conferences, and it among its functions. Chúng tôi đã quyết định là chủ trương trong thời gian tới tốc độ phát triển, tốc độ tăng trưởng đó, khoảng độ từ 9 đến 10% là thích hợp với cái điều kiện cụ thể của Việt Nam. Trên 7, công tác kiểm tra của Đảng. Và đại biểu do Đại hội cấp dưới bầu lên. 3, đảng viên xin ra khỏi Đảng do chi bộ xem xét đề. Chúng tôi nghĩ là cái gì cũng sự vật, cái gì cũng thế, nó có cái mặt tích cực mà có cái mặt tiêu cực. Ngay cả trong cơ thể thị trường của chúng tôi đang tiến hành cũng có cái mặt tích cực của thị trường, có cái mặt tiêu cực của thị trường. Thì những cái mặt nào tích cực thì chúng ta cùng nhau phát huy. Còn cái mặt gì đó mà nó không có thuận lợi, mà nó không tốt thì chúng ta cùng nhau bàn và khắc phục. Và tôi nghĩ như vậy. Đó là thái độ tốt nhất. The government is giving us more support in this year than the last year, and then more investors are coming in. So we're expecting in for the foreigners investment project more in this year, and also the local market for consumer products has been going up rapidly. Investor coming in here find out that they cannot make any money. I don't think they will come here or stay here. If nobody is making money here, everybody go home and then bring this news back and nobody come here. Of course the government here wants the people to make money.